Nước đá là không thể thiếu được cho các thức uống giải khát. Nhưng dường như không mấy ai quan tâm đến nguồn gốc, xuất xứ của các loại nước đá, dù đó là nước đá bẩn. Và thực trạng nước đá bẩn đang tràn lan trên thị trường hiện nay, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng, luôn là nỗi lo âu cho cộng đồng. Đầy cáu bẩn như thế này, nhưng trong đó lại chứa loại nước đá được gọi là đá tinh khiết. Những thùng đá không đầy nắp nằm phơi mình giữa nắng gió và bụi là hình ảnh khá phổ biến. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ai cũng nhận ra tình trạng mất vệ sinh và thiếu an toàn. Lúc mà nhìn thấy đó thì thấy nó dơ ở đó rồi, mình cũng sợ ở đó. Nhưng mà lúc giống như trưa nắng hay là gì mình đi mua thì mình thấy nó để trong chỗ sạch sẽ thì mình lại không quan tâm nữa. Người bán dùng tay trần bốc đá cho vào ly. Người mua thì cứ vô tư uống mà chẳng cần quan tâm đến vệ sinh thực phẩm, miễn sao là được giải tỏa cơn khát. Và cứ thế, một thói quen đã được hình thành, một thói quen không thể tin nổi là rất nhiều người đang tự đầu độc chính mình và người thân trong gia đình qua việc lạm dụng nước đá bẩn một cách thường xuyên.